Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Như buổi sáng ngày hôm nay là một ngày rất là trọng đại đối với cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa ở đây. Và như đợt trước ấy, thì Mỹ Hải đã quay những cái lễ trưởng thành của người Mông ở trên vùng cao nguyên đá cho quý cô bác anh chị cũng được biết tới rồi. Nhưng ngày hôm nay là Mỹ Tủa là cũng sẽ tổ chức một cái lễ trưởng thành như người Mông ở trên vùng cao nguyên đá, quý vị ạ, là cứ mỗi lần mà mình có tuổi rồi với lại là có con có cái rồi thì là cũng không thể thiếu được những cái lễ trưởng thành như ở đây. Thế cho nên là Mỹ Tủa hôm nay là cũng có mời bên đằng ngoại là cũng có mời được hai mâm, thế cho nên là nữ hai mâm của các cụ là ở phía bên trên đấy, với lại là anh em thì là sẽ mổ hai con lợn. Nếu mà mình chỉ làm một mâm thì cũng sẽ mổ một con lợn. Thế cho nên là hai mâm bên trên là tí nữa Mỹ Tủa là cũng sẽ mổ hai con lợn để cho bên đằng ngoại, để tí nữa vào cái phần lễ thì là mới biết gọi tên đệ cũng như là lễ trưởng thành của Mỹ Tủa hôm nay ở đây. Còn là cái mâm ở phía bên dưới này ấy, quý vị ạ, là cái mâm đây, là mâm bên phía bên dưới này là cái mâm mà tí nữa mấy anh em sẽ là đến giúp việc. Còn là hiện giờ thì Mỹ Tủa là cũng đang lên phía bên trên này để cảm ơn mấy anh em cũng như là những người mà hôm nay là đến giúp việc cũng như là bên đảng ngoại là sẽ ăn sáng ở tại gia đình nhà Mỹ Tủa, rồi là ăn sáng xong rồi là tí nữa mới bắt đầu là đến vào cái phần lễ nha quý vị. Còn hiện giờ thì vợ chồng Mỹ Tủa cũng đang bắt tay với lại là anh em trong nhà cũng đang bắt tay như vậy quý vị ạ. Còn hiện giờ thì Mỹ Tủa thì cũng sẽ báo cáo cái tên của Mỹ Tủa ở đây nhé quý vị nhé. Thế cho nên là Mỹ Tủa thì cũng sẽ tên gì thì là hiện giờ là Mỹ Tủa là cũng với hai em ở phía bên dưới ấy, thì là Mỹ Tủa là cũng sẽ gọi cái tên lễ trưởng thành của Mỹ Tủa ở đây, xem nào hôm nay là Mỹ Tủa là cũng sẽ gọi là tên như nào để tên là Mỹ Hải cũng sẽ gọi cho quý cô bác anh chị được biết nhé. Xin chào các bạn ạ. Trước tiên nhất là cũng sẽ quỳ ở đây là cũng sẽ trước tiên là bố đẻ của mình. Thế là Mỹ Tủa ở đây là cũng sẽ đặt một cái lễ trưởng thành của Mỹ Tủa ở đây là vàng Dũng Tủa. Đấy, hiện giờ là cũng phải là vàng Mỹ Tủa nhưng mà vàng Dũng Tủa thì theo cái đệ của người Mông hiện giờ nhé quý vị nhé. Còn hiện giờ ấy thì là Mỹ Tủa cũng đang quỳ lệnh ở phía bên dưới này, rồi là đây là những cái mâm ở bên trên này là cũng sẽ đọc từng tên một. Còn như có một cháu sẽ đứng ở đây mà cũng sẽ đại diện, rồi là cũng sẽ đọc từng tên một, rồi là bên dưới này bên đằng nội cũng như là bên đằng ngoại, để rồi là một cái lễ trưởng thành như vậy ấy, để sẽ quỳ như vậy để mai mốt là sẽ về thông báo cho bên đằng ngoại cũng đều được biết rằng là sẽ gọi là vàng Dũng Tủa ở đây nhé quý vị. Còn bên đằng nội thì Mỹ Tủa với lại là hai cháu ở đây thì là cũng vừa mới làm xong thủ tục quỳ lạy ở đây. Còn bây giờ thì sẽ đến bên đằng ngoại nhé quý vị. Ờ,
Còn những cái thủ tục mà một cái lễ trưởng thành ở trên vùng cao nguyên đá như vậy là cũng khá là rườm rà, và những cái nét truyền thống và những cái nét đẹp thì là ở trên vùng cao nguyên đá thì là vẫn còn giữ lại được những cái nét truyền thống như vậy để tổ chức một cái lễ trưởng thành. Hiện giờ là cũng đã có và cũng đã quỳ lạy ở bên đằng ngoại, bên đằng nội thì là hiện giờ là cũng đã làm xong thủ tục hết như vậy rồi. Hiện giờ là cũng ăn sáng là cũng cứ ngồi ăn rồi là sẽ đến vào cái phần lễ, rồi là tí nữa mới bắt đầu là mổ gà mổ lợn, mới bắt đầu là sẽ ngồi dưới ăn cơm nhé quý vị. Tí nữa là theo như hôm vừa rồi bàn bạc ở đây, tí nữa là cũng sẽ tổ chức là 25 mâm cơm. Thế cho nên là một trong những cái lễ trưởng thành như vậy ấy, là cũng sẽ tổ chức 25 mâm cơm để rồi là trong dòng họ, rồi là cũng sẽ mời khách ở bên ngoài, đấy, khách của lý tổ ở bên ngoài nữa, là tổng là 25 mâm cơm và cũng sẽ mổ hai lợn. Và gà thì lý tổ ở đây là cũng có kinh doanh gà, thế cho nên là gà thì cũng sẽ mổ để sẽ đủ cho 25 mâm cơm ở trên vùng cao nguyên đá và những cái lễ trưởng thành như vậy nhé quý vị. Còn là mâm vừa rồi lúc đấy là uống rượu, mâm bên này là mâm mẹ vợ này, đấy, còn mâm bên này là bên chú, thế cho nên là chúng ta sẽ tổ chức hai cái mâm cơm như vậy để ngồi hết. Giờ là Mỹ Tủa là cũng vừa quy lệ xong như vậy rồi, là Mỹ Tủa là cũng sẽ sang bên này để mời dựng uống chén rượu buổi sáng để biết cái tên được gọi của Mỹ Tủa ở đây là Vàng Dũng Tủa quý vị ạ. Quý vị và các bạn ạ, còn phần thủ tục mà vừa thông báo cái tên là Vàng Dũng Tủa thì là hiện giờ là cũng đã làm xong thủ tục ở phía bên trong. Đấy, hai con lợn là hai con lợn mà tí nữa sẽ mổ, rồi là bên đằng ngoại là cũng sẽ được mỗi một con lợn này là sẽ được một đùi về để bên đằng ngoại ấy, là cũng sẽ lại mời tiếp tục là bên họ hàng hàng xóm để biết tên gọi của cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa ở đây là sẽ là Vàng Dũng Tủa nhé quý vị.
còn thủ tục vừa rồi đây thì là cũng vừa mới làm xong, thế cho nên là còn lợn ở đây thì nãy là cũng đã mổ được xong hết hai con như vậy rồi, thì còn hai mâm mà bên đàng ngoại của cái tủa đây thì là cũng đang ngồi vẫn cứ ngồi để tâm sự, để chờ mấy anh em ở đây tí nữa mà làm xong rồi thì là cũng sẽ ngồi dự bữa cơm. Còn hiện giờ thì tiết canh ở đây thì là cũng đã được đánh lên rồi. Đấy, thì là mâm của các cụ đây là cũng sẽ được ngồi trước này. Đấy, để ngồi xong là bên đàng ngoại nhà mít tủa đây ấy, là cũng sẽ đi về. Thế cho nên là cũng đang đánh hai bát tiết canh như vậy. Đấy, mỗi mâm là hai bát này. Đấy, lòng gan rồi là xương sườn cũng đã hoàn thiện rồi. Còn gà thì hiện giờ nó đã luộc ở xong chậu kia. Hiện giờ nó đã luộc xong hết được như vậy. Còn ở đây thì là cũng có một số cháu ở đây là cũng đang băm nhân tiết canh, cũng như là hiện giờ là cũng đang thái xương sườn, rồi là còn cái thịt mà ở trong cái mẹt bên trên là hiện giờ là cũng đang sẽ thái ra, để tí nữa mới bắt đầu là mình sẽ để nướng nhé quý vị nhé. Còn các chị em phụ nữ ở đây ấy, thì là hiện giờ là cũng đang đổ sôi, đấy, cũng đã được đổ sôi hết được như vậy rồi. Còn ở trong nhà thì cũng hơi chật một chút, thế cho nên là cũng đang đổ sôi ở phía bên ngoài này. Đấy, sôi thì ở phía ngoài này thì là cũng đã nãy thì cũng đã lấy được những cái lá nhuộm, đấy là cũng có được nhuộm sôi hết được như vậy rồi. Còn ở phía bên trong nhà trong này thì là cũng có một số bác là cũng đang đun nước, đấy đun nước để thì nó sẽ rửa chân tay, cũng như là cũng sẽ đun ở bên trong này là cũng sẽ nấu nướng đồ mềm mén. Còn ngoài này nó cũng đang tiếp tục là pha thịt ở phía ngoài này. Đấy, thịt ở ngoài này cũng hiện giờ nó pha xong hết rồi. Đấy, hai con lợn khá là nhiều. Còn là những khoai tây đấy quý vị ạ. Còn những khoai tây đây thì cũng đang được cạo được vỏ và rửa được vỏ hết như vậy rồi. Tí nó sẽ nấu mỗi một mâm là hai bát canh khoai tây. Đấy, với chân giò. Đấy, còn ở đây thì có một anh. Đấy, anh bạn đây thì cũng đang thui chân giò. Đấy, cũng đang thui được chân giò được như vậy nhá. Đây, chân giò thui xong rồi, thơm lừng luôn này. Thơm phức đúng không? Đấy, cũng đang thui chân giò như vậy nhá quý vị. Còn đây thì bố của Mỹ Tùa là cũng đang về đây để chỉ dẫn để tí nó làm những cái món gì, để thấy mấy anh em là mới bắt đầu là sẽ pha thịt ra để mình sẽ nấu nướng nhé. Còn ở đây thì hiện giờ là cũng đang lọc thịt ra như vậy này, để tí nữa mình sẽ lấy những cái xương đây để sẽ tiếp tục nấu nhé. Còn con lợn ở đây thì hiện giờ là như nãy tâm sự với vợ chồng nhà Mỹ Tổ ấy, là con lợn đây là cũng đang nuôi được hơn một năm rồi. Đấy, lợn là lợn trên vùng cao nhé, lợn đen. Rồi thì tí nó pha chế xong, mà nếu mà vẫn còn thừa thì là tí nữa Mỹ Hải là cũng đang đứng ở đây thì là cũng sẽ bảo mấy cháu ở đây là tí nữa mới sẽ lọc thịt ra, để rồi là mình sẽ ướp muối giúp cho gia đình, để rồi là mai mốt là cũng ngâm muối rồi là sau đó là mới bắt đầu là sẽ treo lên đấy nhá. Còn không thì cũng khá là nhiều đấy, cả một bàn ở trên này nữa cơ. Đấy, rau củ quả đây là các cháu là cũng đang đi mua về để tí nữa mình sẽ nấu nướng. Còn các chị em cũng như là các bác ở đây thì là cũng đang thui được chân giò lên như vậy rồi, thế cho nên là cũng đang rửa những cái chân giò. Xương sườn thì cũng đã vừa rang xong để hai mâm cho bên ngoại bên nội để ngồi trước ấy. Thì hiện giờ là tiếp tục là sẽ xào một ít cái thịt gần như là ba chỉ ở đây. Đấy, để xào để đủ mâm để cho bên đằng mẹ vợ Mỹ Tủa ở đây là cũng sẽ được ngồi, rồi là tí nữa là bên đằng ngoại là cũng sẽ về trước, rồi là sau đó là tiếp tục mới đến bên trong dòng họ Mỹ Tủa ở đây là sẽ ngồi dự bữa cơm, với lại là khách Mỹ Tủa là sẽ được ngồi dự bữa cơm nhé.
rất đông đúc. Còn ở đây thì hiện giờ nó cũng đang thái thịt ra để tí nó sẽ là nướng nhé. Còn cái túi ba gang đấy thì hiện giờ nó đã được cho gà vào, với lại là cũng sẽ có một cái thìa gỗ như vậy, rồi là tí nữa mới bắt đầu lấy một ít cơm vào nữa nhé quý vị nhé. Còn hiện giờ hai mâm ấy là bên thông gia thì cũng đang được bày lên như vậy rồi đấy, giờ là cũng sẽ được ngồi uống chén rượu để nhớ cái tên gọi của Mỹ Tủa ở đây là Vàng Dũng Tủa đấy, để cho hai bên gia đình đều biết gọi đấy, là cũng đã bày được xong hết như vậy rồi nhé quý vị. Còn ở đây ấy thì hiện giờ là cũng có cháu của Mỹ Hải đây là Mỹ Sò, là trước là cũng xuất hiện trên kênh Mỹ Hải cũng rất là nhiều rồi. Thế cho nên là hiện giờ là cũng vừa cho mẻ này, mắm muối mì chính ở đây là cũng đã pha chế được rồi, là tí nữa sẽ cho vào với lại lá mắc mật, rồi là sau đó là mình sẽ xiên lên, rồi là sẽ nướng, đấy là nó cũng đã gần như là hoàn thiện rồi. Còn ở trong chảo trong này ấy, là hiện giờ nó cũng đang rang nhân tiết canh. Còn như buổi sáng nay ấy quý vị ạ, là các cháu ở đây là cũng có giúp việc, mà hiện giờ là cũng rơi vào tầm khoảng hơn 8 giờ một chút rồi. Thế cho nên là các cháu thì sẽ ăn sáng, rồi là tí nó sẽ ra phía ngoài đảm nhiệm cái món thịt nướng của mình nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi, xin chào. Chào các ông các bà nhá. Chào các bà. Rồi, xin chào. Các bà ăn sáng. Ăn rồi. Mời tất cả mọi người ăn sáng cùng Lùng nhé. Rồi. Đấy, các cháu đây là các cháu mà sáng nay là mổ lợn đấy quý vị ạ. Là ba cháu này là cũng rất là vất vả. Thế cho nên là hiện giờ là cũng sẽ tranh thủ là lót dạ một chút. Ôi sao bắt này của cháu là lại vừa có miến với lại là mì tôm. Cháu ăn quen rồi. Ăn quen à? Cháu ăn quen à? Nhưng mà cái miến này là hình như là úp với mì tôm như vậy là cái miến này vẫn còn dai lắm. Vâng ạ, hơi dai nhưng mà cháu ăn quen. Hơi dài như cho ăn quen à? Nhà anh Tủa là đặt tên tuổi già nên là lên trưởng thành, lên trưởng thành nên là lên hộ nhà anh Tủa giúp việc rồi anh Tủa. Rồi rồi thì, ôi nấy mà có thịt ở ngoài mà nấy không thái ít thịt vào để cho ăn cho đảm bảo. Còn cháu ăn thịt rồi. Vẫn cho con thịt à? Quý vị, quý vị các bạn ạ, qua đây thì các cháu đây thì cũng rất là hài hước này. Thế cho nên là các cháu ở đây thì nói chung là nãy ở phía bên ngoài là cũng chỉ rang cho hai cái mâm ở bên trong thôi, để hai bên thông ra để ngồi trước thôi. Còn là các cháu ở đây thì là hiện giờ là thịt ở phía bên ngoài ấy, là cũng đang pha chế và với lại là cũng đang thái. Thế cho nên là các cháu ở đây thì là cũng ăn mì tôm úp như vậy. Rồi ăn xong rồi ra ngoài kia đảm nhiệm cái phần than nhé. Vâng, đi trách nhiệm cho các bạn của chú đi. Đấy, trước khi nướng thịt như vậy thì là gia đình Mỹ Tủa ở đây là cũng đã chuẩn bị được than hết như vậy rồi. Đây là toàn là than nghiến này quý vị này. Đấy, than nghiến này. Để tí nữa sẽ lấy quạt quạt như vậy. Rồi là sau đó là thành than hết rồi. Sau đó là mới bắt đầu là nướng thịt lên. Người đảm nhiệm cầm quạt là vẫn cứ cầm. Đấy, mỗi người một khâu. Khá là nhanh. Vì là tại sao mà lại phải để những cây chuối như vậy? Để cây chuối ở đây nhá, là tí nữa mới bắt đầu là mình xiên được thịt nướng lên rồi. Sau là mình cắm vào cây chuối ấy để đưa xoay. Đấy, để mình dây nướng. Với lại là gần đây thì là cơ bản là ở trên vùng nhà Mỹ Hải đấy ấy, là cũng chỉ ra quán thôi là mới có những cái chậu nướng. Và như mình khác tự nướng ở gia đình ấy là cũng chỉ lấy một cái tấm tôn đặt ở bên dưới và bên trên
là tí nữa mình sẽ nướng thịt thôi. Thế cho nên là mình cũng không có những cái lò nướng ấy. Thế cho nên là mình cũng chỉ làm những thủ công như vậy thôi. Là phải có những cây chuối như vậy để đặt lên để đỡ cháy. Còn ở đây ấy, thì là các chị em phụ nữ ấy, thì cũng đã rửa bát xong. Thế cho nên là các chị em phụ nữ thì hiện giờ là cũng đang trêu đùa nhau một chút này quý vị này. Thế cho nên là các chị em là cũng đang có một bác ở đây là cũng đang nằm ở trong cái lồng gà như vậy. Rất là vui quý vị ạ. Vì là sau những cái ngày mà lao động cũng như là những cái ngày làm lễ trưởng thành như vậy ấy, là các chị em phụ nữ đây là cũng đang trêu nhau này quý vị. Là cũng đang nằm vào trong những cái lồng gà như vậy nhá quý vị nhá. Các chị em thì cũng đang trêu đùa nhau này trong quá trình mà rửa bát xong xuôi hết rồi. Thế cho nên là bác thì cũng đang ngồi ở trong những cái lồng gà như vậy. Với lại là cũng sẽ có một cái chân gà. Với lại là một miếng xôi. Cũng chỉ ngồi trong cái lồng gà như vậy để ăn quý vị ạ. Vừa ăn vừa khóc nha. Còn bây giờ thì hiện giờ là cũng sẽ thái những cái lòng non như vậy để tí nữa mới xào cùng với lòng già với gan là cũng mới làm một đĩa nhá. Đấy, chập đôi lại như vậy để tí nữa thái cho nhanh. Đấy, thái lòng là phải chập đôi. Đấy, hơi bột bột một tí này quý vị này. Còn con lợn đây là cũng đã để nhịn đói được hơn 2 hôm rồi. Toàn phèo là phèo thôi. Lòng này là lòng xe điếu. Đây là cái bột bên này là ra vẻ là hơi nặng một tí. Thay vào bịa. Thay vào bịa. Bịa hơi nhiều. Còn những cái xôi mà ban nãy là cũng đã đổ được ấy, thì bây giờ là các chị em phụ nữ ấy, là cũng đã cho ra đĩa như vậy nhé. Rồi là tí nữa sẽ lấy cái túi bọc, rồi là mình sẽ bọc ở phía bên ngoài vào. Đấy, xôi thì cũng đã đổ được hết như vậy rồi. Còn hiện giờ ấy thì là 25 mâm thì cũng sẽ lấy 25 bát tô như vậy để tí nữa sẽ đánh tiết canh. Đấy, giờ là cũng đang san các bát ra để cho đều nhé. Đấy, còn đồng chí em ở đây thì hiện giờ là cũng đang lấy nước lọc với là bắt đầu là pha nước mì chính vào đây. Đấy, pha mì chính vào xong đó là mới hòa quyện với tiết thì sau đó là mới bắt đầu đổ ra bát đây để đánh 25 bát. Va cậu tao luôn tí mà đấy.
sao đâu. Còn thịt nướng đây ấy, là cũng đã được rồi, thế cho nên là hiện giờ là cũng sẽ bỏ ra. Đấy, bỏ ra rồi là sau đó là để vào trong cái nồi. Rồi là tiếp tục là sẽ xếp ra đĩa nhé. Đấy, thịt nướng nướng với lá mắc mật. Cũng phải có một cái quạt như vậy để quạt, để tránh giỏ những cái nước mỡ chảy xuống để đỡ cháy thịt. Rất đau này. Đây là cái lòng già này quý vị này, lòng già sầu dưa. Đấy, lòng sầu dưa này rất là hấp dẫn này. Đây là dùng bằng những cái toàn là ngồng cải nhé. Đấy, ngồng rau cải này. Ở đây là cũng không thể thiếu được những cái món là thịt rang như vậy nữa. Đấy, rồi là sẽ rang lên, khói nghi ngút này. Thời tiết hôm nay ở trên vùng nhà Mỹ Hải là hiện giờ nó cũng khá là lạnh. Hiện giờ nó cũng chỉ là 4 độ thôi. Vậy mấy hôm nay là thời tiết nó cũng khá là lạnh. Mỗi khi mà chặt thịt gà xong như vậy ấy, là cũng không thể thiếu được những cái muối mà giống như ở nhà Mỹ Hải mà thường quay quý cô bác anh chị xem ấy. Là thịt gà là sóc muối này. Đấy, cho ra những cái chậu như vậy, rồi là sau đó là để tầm khoảng 15-20 phút, sau đó là ngâm muối rồi. Rồi là sau đó là mới bắt đầu là nhặt ra đĩa nhá. Còn trong những cái lễ trưởng thành như vậy ấy, thì cũng khá là nhiều món như vậy quý vị ạ. Thế cho nên là cũng có các món như vậy rồi. Còn các bác hiện giờ là cũng đang sẽ vào vị trí mà để ngồi mâm. Còn ở Mỹ Hải là cũng sẽ ngồi mâm bên trên này. Chú làm vậy đấy cô đơn. Tôi giờ mà bắt đầu mà, giờ bắt đầu rồi. Giờ từ bây giờ trong là chị thay, giờ tiếp từ mà, chắc là tiệm một bảy giống mà.